xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói việt nam các bạn thân mến giữa lúc tin đồn dâng cao lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo đài bắc hà phải triệu tập cuộc họp kín nhân vật phạm quang thiện dù cố gắng bình tĩnh nhưng có những lúc anh cũng không khỏi nghĩ ngợi trong giờ khắc thao thức quang thiện hồi tưởng lại những năm tháng thuở hàn vi và cảm thấy buồn lòng thất vọng về thực tế cuộc sống công việc và hành động thái độ tiêu cực của đồng nghiệp đang diễn ra hàng ngày hàng giờ trong cơ quan ngay sau đó cuộc họp công khai kiểm phiếu thăm dò tín nhiệm chức danh giám đốc đài bắc hà đã diễn ra số phiếu cao nhất thuộc về phạm quang thiện ngược lại người được kỳ vọng và có nhiều tai mắt đàn em thân tín trong đài là phó giám đốc đỗ thiết thì lại có số phiếu quá thấp đây thực sự là một đòn quá đau với đỗ thiết vì ông ta là người đã bằng mọi cách bài binh bố trận nhằm loại bỏ quang thiện ra khỏi cuộc đua tranh chức quyền cuộc đua ấy vẫn chưa tới hồi kết thúc bởi đỗ thiết chắc chắn chưa chịu chấp nhận thua cuộc qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt mời các bạn tiếp tục dõi theo diễn biến tiểu thuyết Sóng độc của nhà văn Trần Gia Thái. Alo alo Ông ở đâu đấy? Anh gọi ai? Có phải mẹ anh Hoàn không ạ? Anh nhầm rồi. Ồ, xin lỗi. Mẹ kiếp, đang vội lại còn nhầm với lẫn. Đạt láu lầm bầm. Không biết thằng ôn dịch này biến đâu. Gọi không thể nào được. Lúc thì ngoài vùng phủ sóng to tí te. Lúc thì không còn có cả tín hiệu nữa. Sáng đến giờ hai lần họ gọi rồi. Có chuyện gì mà họ thúc ghê thế nhỉ. Nói là có chuyện công việc muốn trao đổi. Việc gì nhỉ? Nếu là việc tuyên truyền thì đã có văn phòng bộ phận thi đua liên lạc mà phải liên lạc với phóng viên chuyên trách mạng nội chính. Còn chuyện bảo vệ nội bộ thì gặp lãnh đạo hay tổ chức cơ quan chứ đâu phải gặp mình. Điện thoại đổ chuông. Hoàn toát gọi từ đầu dây phía kia. Alo. Ông chết dẫm ở đâu đấy? Hà, đi đổi tí gió. Đổi đổi cái gì? Ông về ngay đây, có chuyện rồi. Chuyện gì mà ghê thế? Nói xem. Không nói qua điện thoại được. Ông về ngay đi. Quán loan béo à? Quán xá cái gì? Ông về nhà tôi, nước đến chân rồi còn quán với lều. Đổi gió đổi rông cái gì? Sắp bão đến nơi rồi đây. đi đi lại lại trong phòng. Chốc chốc, đạt láu lại ra ban công, ngó xuống tường, xem hoàn toát đến chưa, dáng vẻ rất sốt ruột. Một mình cứ lầm bẩm như đĩ khấn tiên sư. Mẹ kiếp, tự dừng mua dây buộc vào mình, chắc là có chuyện kia thôi. Phải có lý do, thì bên bảo vệ nội bộ mới gọi cho mình, trừ họ có thừa thời gian đâu. Khi đội thiết gọi đến bàn việc này, mình cũng đã trờn trợn có điều chẳng lành. Lúc ấy đã trần trừ tìm cách rút ra, nhưng lão thiết ép quá. May mà còn đẩy việc trực tiếp cho con mùi với thằng bạc. Nhưng là chuyện này, thì sao nhanh thế nhỉ? Không, không có lý. Vừa đẩy cửa vào, hoàn toát đã bô bô. Có việc gì thế? Trời sập hay đất sập mà ông gọi loạn sinh ngầu. Tôm đã bóc vỏ rồi mà phải bỏ đi tiếc đứt cả ruột. Bé cái mồm chứ, giảm chết áp cho tôi nhờ. Thế có chuyện gì? Như thế nào? Bên bảo vệ nội bộ gọi cho tôi hai cuộc rồi. Tôi giả vờ sóng nhiễu không nghe được. Họ nhắn tin luôn, mời cuối giờ chiều nay lên phòng chơi có tí việc muốn trao đổi. Chơi bời gì? Ông thì còn quan hệ, chứ tôi có thân thiết gì với bên họ đâu. Không biết có chuyện gì. Chả lẽ lại là chuyện đơn từ mới làm tuần trước. Có thể lắm, Tôi nghe thông tin T1 tức giận gọi lão quyền, trưởng ban tổ chức sang sạc cho một trận, hỏi làm ăn thế nào để đơn thư lên cả ban kiểm tra trung ương. Ông có kênh trên đấy à? Không. Tôi cũng không. Hay là bạc phò? Bạc phò thì quan hệ với ai? Đến tỉnh nó còn không biết ai với ai nữa là. Nó chỉ hóng với mấy lão bên thủy lợi, với lâm nghiệp thôi. Thế thì, thì đỗ thiết rồi. Tôi cũng nghĩ thế. Xếp mình là chuyên gia ủ mưu, lắm mặt, thủ đoạn khôn lường. Nghe nói bên phòng điều tra xét hỏi đã vào cuộc. Dễ lắm, trời vỗ mặt thường trực với ban tổ chức, ai họ để yên. Mình dính vào vụ này là rất dở hơi. Cũng may chỉ quân sư thôi, trực tiếp là con mùi với thằng Bạc. Quân sư cũng chết, họ khép vào tội đồng lõa, mà hôm ấy là thế nào ấy nhỉ? Ông không nhớ à, ăn gì một lú lẫn nhanh thế? Sau khi tất cả cùng bàn góp ý về nội dung, lão thiết giao bạc phò với mùi già, soạn đơn. Còn tôi và ông theo dõi khi đơn tới nơi thì tiếp xúc với mấy đối tác của ta trên tỉnh, truyền sóng khuếch đại. Lão thiết còn phân công rõ, tôi thì dèm thằng thiện với PA cho lão ấy. Còn ông thì tập trung phá cái vụ kéo dài thời gian nghỉ khưu của lão Đức, nhớ chưa? Ừ, Nhớ ra rồi. Đạt gật gù. Hôm ấy say quá. Thế thì không sợ. Viết đơn là bạc phò mùi da. độ thiết chỉ đạo và duyệt nội dung. tao với mày không liên quan. Chứng cứ ở đâu mà bảo mình tham gia. Với họ mình không phủ tay dễ thế. Họ cha, con mùi với thằng bạc sẽ beauty ngay. Liệu hai đứa có khai lão thiết chủ mưu không nhỉ? Chịu còn mùi chưa biết thế nào chứ thằng bạc phò nó chẳng chịu chết một mình đâu thôi được tạm thế còn chiều nay họ gọi mình tính xem nên thế nào nên gì nữa cứ gặp thôi về việc đó hỏi gì cũng chối cũng không biết nếu họ hỏi về người a người b ở đài thì cũng liệu mà nói không thân ai mà cũng không ghét ai không nghiêng bên nào kể cả những chuyện biết rõ mười mươi cũng ỡm ờ như không biết Đề phòng ghi âm Cứ câu to câu nhỏ Ho hắng xa gần Quay bên này ngọ ngội bên kia Rồi trả lời chung chung xa đề Thậm chí chuyển đề lạc đề Anh em mình sử dụng ghi âm mãi rồi Còn lạ gì cách phá tiếng nữa Tóm lại là làm sao cho họ hiểu Mình cũng vịt thôi Không có gì mà khai thác Cứ thoải mái trả lời theo hướng như thế Gớm Ông cứ làm như ai cũng hùng biện như ông Ghề bỏ mẹ đi ấy ông làm việc với họ nhiều quen chứ tôi lần đầu bị gọi lên cũng run lắm họ gọi miệng mời lên chứ không phải gửi giấy triệu tập thế là hỏi han trao đổi có gì đâu bản lĩnh lên khôn ngoan đến cửa quan mới biết yên tâm đi trưởng phòng là bạn học văn bằng hai với tôi ở trường tổng hợp lát nữa tôi chạy qua đấy xem sao mà này nhớ mang đạn theo đấy làm việc xong nếu không khí vui vẻ thì mời họ đi nhậu cho thân mật bên ấy là rượu tây chứ không bia hơi như cánh ta đâu màng kha khá mà lần đầu chưa quen biết ai người ta đi nhậu với mình đấy là việc của tôi ông cứ làm như tôi bảo đi hội trường lớn của đài bắc hà hôm nay mở cửa vào buổi chiều thông thường cuộc giao ban tháng diễn ra vào buổi sáng ngày mùng 1 đầu tháng nhưng sáng nay, tỉnh triệu tập cuộc họp đột xuất với ban lãnh đạo đài, nên lịch họp giao ban tháng chuyển sang buổi chiều. Đối với một đài lớn như Đài Bắc Hà, có tới 3 kênh phát thanh, 3 kênh truyền hình, một báo điện tử, một tạp chí và một hệ thống truyền hình cáp hữu tuyến 64 kênh, thì việc giao ban tháng là hết sức quan trọng. Điều hành sản xuất và phát sóng chương trình hàng ngày đã có giao ban ngày. Rút kinh nghiệm, nhận xét hay dở, phê bình biểu dương cập nhật tin tức mới được thực hiện trong giao ban tuần. Còn giao ban tháng thì để dành cho những công việc mang tính kế hoạch dài hơi, tổng thể trên toàn bộ hệ thống nhằm tạo ra sự gắn kết chặt chẽ, sự phối hợp nhịp nhàng đồng bộ của cả ba giai đoạn sản xuất, tiền kỳ, hậu kỳ và liên sóng. Đồng thời, giao ban tháng còn để chỉ đạo kế hoạch công tác tháng, quý và cung cấp thông tin chỉ đạo mới của Trung ương và địa phương do tính chất của nó nên thành phần dự họp sau ban tháng được mở rộng, gồm ban giám đốc, cán bộ chủ chốt là trưởng phó các phòng ban đơn vị, trưởng phó các hội đồng chuyên môn và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Ngoài ra, mỗi đơn vị còn được cử 3 phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên tiêu biểu trong tháng tới dự nữa. Đồng hồ chỉ 1 giờ 30 phút. Cuộc họp bắt đầu. Trên bàn điều hành có đủ 3 lãnh đạo, Văn Đức, Trần Thụy và Đỗ Thiết. Giám đốc Văn Đức chủ trì. Thưa các đồng chí, giao ban tháng này, tháng mở đầu của quý tư có rất nhiều nội dung quan trọng cần giải quyết. Ngoài việc phải giáo diết thúc đẩy việc hoàn thành chương trình công tác năm, chúng ta phải xác định những nhiệm vụ trọng yếu cho năm tới. Lát nữa, tôi sẽ báo cáo rõ và trình bày kỹ đề cương công tác để các đồng chí bàn thảo, đóng góp ý kiến, tìm giải pháp tổ chức thực hiện còn giờ như thường lệ mời hai đồng chí phó giám đốc tóm lược tình hình theo từng mảng đã được phân công quản lý thành tích thì thôi giao ban tuần đã báo cáo rõ cả rồi không nhắc lại nữa chủ yếu ta xem có vấn đề gì mắc vướng lỗi cần tháo gỡ hay rút kinh nghiệm không thôi nào mời anh đỗ thiết nói trước thưa giám đốc thưa các đồng chí như tinh thần giám đốc vừa nêu tôi thấy về cơ bản trong tháng qua chương trình của ta khá nổi, nổi ở cả hai nghĩa. Nếu như các tháng trước bình bình, không sai sót, thì tháng qua được ba chương trình truyền hình trực tiếp nổi bật gây ấn tượng mạnh. Nhưng lại phát sinh hai vấn đề gây dư luận không tốt, có phản ứng trái chiều, cần phải rút kinh nghiệm đến nơi đến chốn. Trước hết, tôi muốn nói tới trường hợp cậu Tân, ban biên tập chương trình Đông Thôn ngày nay, do chọn nhạc chưa phù hợp với phóng sự 30 tháng 4 mà anh Quang Thiện cho dừng phát sóng trong khi chương trình đã đăng báo, đã quảng bá lơ hàng tháng trời. Nếu gọi người nghe, người xem đài là Thượng Đế, thì đây quá coi thường Thượng Đế. Tôi cho rằng sự việc được thổi phồng nâng quan điểm. Đạo diễn mới, chưa có kinh nghiệm, sai sót thế cũng là bình thường. Nếu giỏi thì họ đã ngồi cùng chiếu, đứng cùng hàng, xếp cùng đội ngũ lãnh đạo với chúng ta rồi. Tôi nghĩ khi biên tập chương trình của anh em, chúng ta cứ lấy mình ra làm ngưỡng mà bắt sửa hay bắt bỏ. Anh em họ nạn còn nhạy cảm chính trị ư. Chúng ta đều biết, nghề anh em mình là nghề nguy hiểm. Ai cũng có lúc sai sót, không to thì nhỏ. Hơi một tí đẹp nhau ra trần, liệu có làm hoang mang thui chột sáng tạo hay không? Mà thế nào là nhạy cảm? Chả ai đong đo được nhạy cảm cả. Người này bảo nhạy, người kia chưa thấy cảm. Cần phải gọi đúng tên của sự việc, đặt đúng chỗ của nó thì mới có được sự tâm phục khẩu phục. Trừ như thế này, còn ai muốn làm việc nữa? phê bình cảnh cáo kỷ luật hết cả thì lấy ai ra làm việc cho các anh ở đây tôi nói thật anh em người ta bảo đồng chí quang thiện định kiến trù dập cậu tân thấy đỗ thiết dừng tưởng phát biểu xong trần thụy quay sang hỏi vậy theo đồng chí thiết đưa loại nhạc đó vào phim ta kỷ niệm đại lễ ngày giải phóng miền nam là đúng à gọi là nhạy cảm được chưa hay phải là thiếu nhãn quan chính trị không phải chỉ mình cậu tân mà lãnh đạo ban đó cũng không thể đứng ngoài trốn tránh trách nhiệm được. Đỗ Thiết quay sang phản ứng. Xin anh Trần Thụy bình tĩnh, tôi chưa nói xong. Trần Thụy cười. Tôi thấy anh dừng lâu, tưởng là xong rồi. Chưa xong thì mời anh cứ tiếp tục, còn nhiều thời gian lắm. Có gì là không bình tĩnh đâu, hôm nay họp không xong thì ngày mai họp tiếp. Vấn đề này nguy hiểm đấy, không coi nhẹ được. Càng không cả vú lấp miệng em, hay đánh bùn sang ao lấp liếm cho xong chuyện. Thế tức là anh muốn xé ra to, lại muốn nâng quan điểm chứ gì? Đấy là đồng chí Thiết nói nhé, ai nâng quan điểm thì ai cũng biết. Đồng chí Thụy thôi, đồng chí Đỗ Thiết tiếp tục đi, để nói ngắn và rút gọn vào, ta còn nhiều chương trình khác. Văn Đức nhắc. Vâng, việc thứ hai là việc đồng chí Quang Thiện cho phát lại phim tài liệu lính tăng ngày đó. Phim của đồng chí làm cách đây 5 năm. Lần phát sóng này là lần thứ bao nhiêu rồi, tôi không nhớ nữa. Phim phát lại lần này đã gây phẫn nộ trong quân đội và dư luận nhân dân. Các đồng nghiệp kêu ca. Ngay trong đài, anh em cũng phản ứng. Tôi được biết, đại diện các tướng lĩnh đã có đơn phản đối. Họ nói rằng, phim đúng với tình hình 5 năm trước. Khi đó có sự nhầm lẫn, xe tăng lập công vào sao huyệt cuối cùng là xe 39Z, chứ không phải là 84F sau đó thực hiện chính sách với người có công, quân đội đã sửa sai. vậy mà phim vẫn cứ phát đi phát lại. có phải cố tình bôi nhọ quân đội không? có phải quyền được sắp xếp chương trình nên đồng chí quang thiện lạm quyền, thích được đưa chương trình của mình vào, gạt chương trình của người khác ra không? anh em người ta đặt vấn đề thế đấy. tôi có ý kiến. trần thụy đứng phát dậy. tôi là người ký duyệt, chịu trách nhiệm nội dung chương trình hôm đó. Tôi quyết định cho phát lại phim tài liệu lịch sử Lính tăng ngày đó chứ không phải là anh Quang tiện. Đây là một phim tài liệu lịch sử của Đài ta sản xuất, gây tiếng vang lớn trong nước và quốc tế nhiều năm qua. Nhiều đài nước ngoài cũng phát sóng phim này. Năm ra đời, nó đã được bình bầu là một trong 10 sự kiện văn hóa nổi bật toàn quốc. Phim được nhiều giải thưởng. Cứ đến dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hầu như các đài trên toàn quốc đều đem ra chiếu. Ngay vừa rồi, Đài Trung ương khu vực miền Trung và miền Nam vẫn phát phim đó. Kế hoạch phát sóng lần này của đài ta là phim khởi sắc thành phố mang tên người. Nhưng khi duyệt, phát hiện ra một lỗi trầm trọng là lấy nhạc của nước nọ làm nhạc nền của phim. Nên phim này phải dừng lại. Cận giờ phát sóng không sửa kịp. Anh Bảng, phó ban chương trình đề nghị lấy phim lính tăng ngày đó có thời lượng tương đương để phát thay. Tình hình lúc đó gấp gáp quá, tôi quyết theo đề nghị của anh Bảng ý kiến đồng chí thiết cho là không nên lấy mình ra làm ngưỡng tôi lại thấy rất cần phải như thế ban biên tập đều là những người trình độ chuyên môn cao biên tập kỹ biên tập giỏi là để nâng trình độ anh em lên cũng là nhằm nâng cao chất lượng chương trình của đài ngưỡng cao ngưỡng tốt sao lại không lấy người xem đòi hỏi chúng ta như vậy sự tồn tại của đài này cũng là từ chất lượng chương trình từ người xem còn đồng chí đỗ thiết nói bên quốc phòng phản ứng tôi thấy hơi lạ Vâng, lạ hay không lạ thì nó đang là sự thực đấy. Tôi còn được biết không chỉ có đơn phản đối phát sóng mà sáng mai đoàn đại diện các tướng lĩnh và cựu chiến binh sẽ gặp bí thư tỉnh ủy. Ai sai ai đúng, ai phải chịu trách nhiệm sẽ rõ. Người được coi là già dơ như Đỗ Thiết không ngờ lại hớ như vậy. Việc Đỗ Thiết công bố tin ngày mai sẽ có đoàn tướng lĩnh gặp bí thư tỉnh ủy làm mọi người hết sức ngạc nhiên. Thông thường, những chuyện khiếu kiện bao giờ nguyên đơn cũng giữ bí mật đến phút chót, càng không bao giờ lộ tin mình sẽ đi kiện cho đường sự biết. Kiện một tác phẩm phát sóng tức là kiện đài, kiện một cơ quan báo chí truyền thông chứ không còn là riêng đối với tác giả nữa. Kiện đài mà phó giám đốc được biết trước cũng là vấn đề đáng đặt dấu hỏi. Biết trước rồi mà không báo cáo giám đốc lại mang ra cuộc họp giao ban thì đúng là không bình thường đồng chí tài ghê đoán việc như thần ấy biết trước cả việc sẽ xảy ra trần thụy nhún vai lắc đầu văn đức nhìn đỗ thiết cũng cười ông nhớ tới một lá đơn gửi đích danh cho ông vào đầu tháng trước một đồng chí sĩ quan thiết giáp đến tận đài trao cho ông sĩ quan đó nói mình chính là tác giả của đơn xin chịu hoàn toàn về nội dung đã viết nhưng vì lý do tế nhị nên để một sĩ quan cấp dưới đứng tên đơn phản ánh việc lãnh đạo đơn vị quân đội nhượng đất sai nguyên tắc cho một xưởng cốm. Khu đất hơn 2.000 m vuông, gia chủ đã trồng cây xanh, dựng nhà tạm, quây tường rào để cổng là đỗ gia trang, nghĩa là trang trại nhà họ đỗ. Chủ thật của khu đất này là đồng chí Đỗ Thiết, phó giám đốc Đài Bắc Hà. Giám đốc xưởng gốm kia là người đứng tên hộ. Phim về xe tăng của Đài Bắc Hà nêu rõ một đồng chí lãnh đạo của đơn vị xe tăng đó là đối tượng tham gia làm sai lệch nhân chứng lịch sử ngày 30 tháng 4. Liệu người đó có liên quan gì tới khu đất Đỗ Gia Trang và thông tin các đoàn tướng lĩnh, sĩ quan ngày mai tới gặp bí thư tỉnh ủy để phản đối việc phát sóng lại bộ phim Lính Tăng ngày đó hay không? Linh tính nghề nghiệp và kinh nghiệm quản lý mách bảo Văn Đức là đã có vấn đề. Tín hiệu bắt đầu một cách gì như thể tiếng sấm đi đùng từ xa, từ cao, nhưng đang hướng đến một cơn rông, một trận bão, không đổ cây mà đốn người. Phải chuyển luồng ngắt mạch thôi. Văn Đức nhắc nhở. Các đồng chí không phải tranh luận nhiều về trách nhiệm đâu. Ở đài này, người phải chịu trách nhiệm chính đầu tiên và trách nhiệm cuối cùng là tôi. Vấn đề đồng chí Đỗ Thiết Nêu, tôi biết. Đồng chí Trần Thụy, thôi không phát biểu thêm lát nữa tôi sẽ kết luận. Giờ mời đồng chí khác phát biểu về vấn đề khác đi. Quang Thiện đứng lên. Khác với cách phát biểu sôi nổi truyền cảm hứng mọi khi, giọng anh trùng xuống, vẻ mệt mỏi, hằn rõ nơi mắt trũng. Báo cáo đồng chí tổng biên tập và các đồng chí giữa giao ban. Tôi thấy gần đây, trong giao ban ngày, giao ban tuần, và hôm nay là giao ban tháng, có một cái gì đấy không ổn. Không khí hăng say sôi đổi, trách nhiệm, trong góp ý phản biện đi đâu mất thay vào đó là sự để ý soi nhau bao che bào chữa và một chiều ngược lại là quy kết nâng quan điểm cả hai phía phê bình góp ý và tiếp thu hình như đều lệch đi thái quá trước đây kể cả những lỗi nặng phê bình nhau kịch liệt nhiều khi không tiết chế được cảm xúc chúng ta nổi nóng đập bàn to tiếng nhưng tất cả cũng vì chất lượng vì chương trình còn bây giờ tôi cảm giác thiếu đi sự chân thành có gì đó rất u ám, nặng nề. Việc lồng nhạc bài hát nước nọ vào phim tài liệu vừa rồi, anh Đỗ Thiết nói tôi là nâng quan điểm, làm quá lên. Nhưng tôi không nghĩ thế. Ở đây không phải vô tình mà có chủ ý. Tôi và biên tập viên âm nhạc kiểm lại danh mục trong kho tư liệu nhạc. Được biết trong danh mục của ta không có bài hát này. Biên tập viên lấy ngoài luồng đưa vào. Khi kỹ sư âm thanh hỏi thì biên tập viên trả lời là băng nhạc quốc tế không lời thấy hay, khí thế, hợp với hình ảnh thì đưa vào. Kỹ sư dựng phim can không nên đưa, thì biên tập viên nói là phim của mình, mình chịu trách nhiệm. Kỹ thuật viên đề nghị dừng lại để xin ý kiến lãnh đạo đài, thì anh Tân nói toạc ra là anh Hoàn cung cấp bằng nhạc đó. Tiếp chuyện thứ hai, ban nãy bộ phận đạo diễn hình báo cáo có sự cố, xin ý kiến vì đây là ca tôi trực. Tôi vội chạy sang phòng tiếp băng phát sóng kiểm tra. Các đồng chí biết không, có một băng hình dùng lại không xóa đuôi. Nội dung hình ảnh sau đuôi băng đó là gì? Các anh có thể tưởng tượng được không? Thưa các anh, đó là cảnh phim sách. Văn Đức đứng phát dậy. Ai? Băng của ai? Chương trình của ban nào? Chuyển ngay băng đó cho tôi. Thế này thì loạn rồi. Cả phòng họp nhốn nháo. Ai cũng hiểu nếu những hình ảnh đó lên sóng trước hàng triệu khán giả thì điều khủng khiếp gì sẽ xảy ra. Quang Thiện cố kìm xúc động. Thưa các đồng chí, đến giờ tôi cũng chưa hoàn hồn, tim tôi vẫn còn đang đập mạnh. Nguy hiểm quá, chúng ta không thể khoanh lại mà giải quyết nội bộ được đâu. Lát nữa đồng chí giám đốc tổng biên tập sẽ có chỉ đạo. Tôi chỉ muốn nhắc lại, phát sóng thủ công nguy hiểm như thế nào. Không còn đài nào sử dụng công nghệ cũ và quy trình lạc hậu như chúng ta nữa. Đề án đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng chương trình phát sóng hai năm nay vẫn nằm đắp chiếu đấy mới là vấn đề tối quan trọng cần phải được mổ xẻ trong giao ban này. Xem lý do nào gây nên sự chậm trễ, do ta hay là do các sở ngành, do trên bộ hay trên tỉnh, vướng ở đâu, tắc ở khâu nào, chẳng ai biết. Cứ thế rơi vào im lặng, thế là sao? Còn việc chưa đến 10 ngày xảy ra hai lỗi lớn về nội dung lại rơi vào mảng tôi phụ trách và ca tôi trực. Phim tài liệu lính đăng ngày đó do nhóm chúng tôi sản xuất cách đây 5 năm, anh Trần Thụy ký duyệt phát lại đang được thổi lên thành vấn đề chính trị để kết tội tôi bôi nhọ quân đội thử hỏi có là ngẫu nhiên không có gợi cho chúng ta điều gì không sao không gọi thẳng tên nó là sự bất bình thường sự bất bình thường này cần phải có một cuộc họp chuyên đề riêng cho nó quang thiện nói tiếp mổ xẻ thế nào tiểu phẫu hay đại phẫu, không chủ quan mang tính cá nhân nào định đoạt được, tất cả do nội hàm của nó quyết định. Tôi nghĩ là vậy, bởi mọi sự vật đều có những quy luật và tồn tại khách quan. Mọi áp đặt chưa bao giờ là đúng cả. Tôi mong sớm có cuộc họp để giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm mà tôi đã nêu. Tất cả phải được minh bạch. Tôi xin kết thúc ý kiến ở đây. Xin phép giám đốc, tổng biên tập và các đồng chí, đến giờ tôi phải duyệt bản tin. Hai đồng chí phó ban sẽ dự họp có vấn đề gì sẽ thông tin cho tôi sau. Quy định của ban biên tập là trưởng ban phải duyệt trực tiếp. Trong thời điểm nhạy cảm này, tôi không muốn ủy quyền cho cấp phó, mong các đồng chí thông cảm. Rất có thể còn nhiều quả bom đổ chậm, nhiều quả mìn hẹn giờ, còn nhiều cái bẫy đang răng. Quang Thiện là người kiệm lời, nhưng vào những lúc bạn bè vui vẻ tán gẫu chuyện phiếm, anh cũng là người dí dỏm, có khiếu hài hước dòng câu nói về bom mìn về những cái bẫy vừa rồi không làm không khí cuộc họp giao ban nhẹ đi chút nào trái lại nó như đổ thêm dầu vào lửa không khí vòng họp càng nặng nề thêm nó toát lên nỗi buồn của sự dạn đứt về lòng tin về nỗi cám cảnh nhân tình thế thái nỗi ám ảnh bất an trong môi trường nghề nghiệp vốn được cho là cao quý và nguy hiểm này quang thiện thu dọn văn bản trên bàn mau chóng rời khỏi cuộc họp mọi người nhìn theo họ ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy quang thiện nói dài với tâm trạng dồn nén chất chứa bức xúc họ ái ngại cho thiện vì những gì đang xảy ra mà họ không có cách nào giúp và cũng không thể bày tỏ sẻ chia cũng như quang thiện họ đang nghĩ tới những dự cảm chẳng lành thiện ra khỏi phòng họp thì những ánh mắt dõi theo anh đổi chiều dồn cả về phía đỗ thiết không biết có cảm nhận được điều đó hay không mà Đỗ Thiết vẫn tỉnh bơ, lặng lẽ soi kính và trang báo cáo trước mặt, không mảy may biểu cảm. Vừa mới đón xuân ăn Tết hôm nào mà giờ đã tháng 3, chỉ có vùng thôn quê mới cảm nhận rõ rệt tiết trời cuối xuân. Gió lan tỏa, hơi lạnh xe xe, trời như xà xuống thấp, đất như nổi, như dâng lên, đất trời đan nhau, không khoảng cách những hạt mưa bụi đục mờ răng khói. Lúa thì con gái mướt mát xanh. Hàng cây xoan đào đầu ngõ nhà ông Khiêm nở bung những chùm hoa ngăn ngắt tím. Mùi hoa hăng nồng ngai ngái quyện với lớp xương dày bí, váng vất, càng làm không khí thêm quánh đặc. Trong họa, trong thơ, hoa xoan lãng mạn, đáng yêu. Còn với những người nông dân lam lũ cả đời chân lấm tay bùn, thì mùa hoa xoan trổ là mùa của sâu bọ nở, mùa ẩm thấp, mũi nhiều như trống. Hoa xoan cuối tháng 3 vắt sang đầu tháng 4, cộng với nắng non cùng tiết trời nóng lạnh giao thoa là báo hiệu thời tiết độc. Mùa này, nhà nào nuôi chó cũng phải đề phòng bệnh chó dại. Ngày xưa, cứ vào độ tháng 3 nắng non, có nơi gọi là nắng he. Ở nông thôn, nhà nào nuôi chó đều phải xích chúng lại. Chó đi đêm, hít người phải xương sớm tháng 3, dễ mắc bệnh điên. Người đi làm đồng thường mang theo chiếc gậy che chắc, vừa để chống khi lội ruộng, vừa đề phòng gặp con chó dại bỏ làng lang thang trên đồng, bất chợt tấn công. Bây giờ trong các xóm làng đông thôn, ít nhà nuôi chó, bệnh dại cũng được phòng ngừa. Cả làng giờ đa phần là nhà bê tông, nhà mái ngói còn lác đác thôi. Nhà trình tường vách đất mái rạ thì biến sạch cả. Trong làng chẳng ai trồng xoan Mỗi nhà ông Khiêm Còn xoan cổ thụ Câu chuyện về vườn xoan Và ngôi nhà gỗ xoan của ông Khiêm Không khác gì một câu chuyện cổ tích Cổ tích của một thời chưa xa Một thời giao cháo qua ngày Thiếu thốn, đói khát Chiến tranh, đạn bom rình rập Mà vẫn trụ vững, vẫn sống đẹp Người dân đối đầu với thách thức Khó khăn, bằng nghị lực phi thường Và niềm tin đoàn tụ thống nhất Mãnh liệt đó là khi mỹ phát động chiến tranh phá hoại miền bắc cầu phà đường xá kho tàng biến bãi nhà máy công trình xây dựng đều là mục tiêu bắn phá của địch nhà ông khiêm nằm cạnh cầu cạnh sông dọc trục đường thủy đường sắt và đường bộ bắc nam mục tiêu trọng điểm này là túi đựng bom sau ba lần bom mỹ dội sập cầu đường sắt sập cầu đường bộ cả xóm nhà ông khiêm bay sạch không còn nóc nhà nào vườn đất cầy sới hố bom trồng hố bom. Hợp tác xã bố trí cho ông Khiêm một mảnh đất ruộng sống, dìa làng, làm nơi ở. Cùng lúc đào thổ vượt nền, đắp đất, chát vách, dựng cho các con túp lều một gian hai trái lợp dạ. Ông Khiêm đã dành ngay một phần sân vườn để trồng xoan. Trong làng không có, ông sang tận làng bên tìm nhà có cây xoan đào. Chờ đến lúc quả xoan chín, ông xin về làm giống. Đãi sạch vỏ, ngâm như ngâm thóc giống, gieo như gieo mạ trên ô đất nhỏ trước sân nhà khi những mầm xoan non nhú dần nhú dần cao chừng vài găng tay ông tỉa ra trồng ở ô đất rộng hơn xoan cao chừng vài thước ông mới bứng ra trồng sang mảnh vườn rộng khi xoan ở vườn rộng cao quá đầu người ông loại những cây cong cây còi chỉ để lại những cây vâm mập ông chăm xoan như người ta chăm cây ăn quả thỉnh thoảng ông lại lấy gang ra chít vòng đo xem thân xoan to bằng nào. Ông bảo các con, chịu khó ở khổ, ở chật, chỉ 10 năm nữa thôi là nhà mình có xoan làm nhà. Ông nói với các con, cũng là nói với mình. Đất cằn lại trồng dày, nên 5 năm, 7 năm, rồi 10 năm, xoan vẫn còn bé. Dự tính 10 năm của ông Khiêm đã bị trượt số. Đến năm thứ 15, xoan vẫn chưa được như ý. Xong ông Khiêm vẫn quyết định hạ xoan đem ngâm xuống ao vì không muốn các con ông phải ở trong cái hầm đất thêm một ngày nào nữa. Hành trình từ nhà mái dạ tường đất, từ hạt xoan đào ngâm xeo như cây mạ đến khi trở thành ngôi nhà gỗ cũng là hành trình thực hiện lời hứa của người cha nghèo đối với các con. 15 năm, với người giỏi giang tháo phát, họ làm ra tiền tỷ, họ xây dựng được cả cơ ngơi bể thế. Với các cán bộ cương vị cao, ba nhiệm kỳ họ làm được ối việc lớn lao, cao cả cho dân cho nước, cho nhà mình. Còn ông Khiêm, người nông dân chân trị, nhờ chịu khó chịu khổ, chắc chiêu tàn tiện mới có được ngôi nhà gỗ nhỏ cho con. Nói theo ngôn ngữ bây giờ thì kết quả ngôi nhà đó vẫn còn khiêm tốn. Thế nhưng cũng trong 15 năm ấy còn có công của núi Thái Sơn. Đúng thế, ai to được nặng nhẹ, to nhỏ, công ông bà nuôi dạy con. 15 năm, anh em thiện như những cây xoan trên đất bạc màu, trồi sụt mà sống, mà ngoi lên, rồi cũng trưởng thành. Từ hôm khởi công đến hôm cất nóc, ông khiêm như con người khác. Vụ việc cùng thợ, ông cười vui, phấn khởi kể chuyện pha trò. Đôi lúc ông còn cao hứng, lầy kiều hay ngâm nga mấy làn điệu trèo nữa. Hôm ông bàn với vợ việc khánh thành nhà mới, vợ ông gạt đi, tiếng là nhà gỗ như chỉ được ba gian hai trái nếu là nhà năm gian tôi để ông làm ngay ông cười bà không biết mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh người ta làm nhà bố mẹ bù trì anh em giúp đỡ bạn bè hỗ trợ đây tôi chỉ có một thân một mình với làng xóm thì chưa thấm tháp nhưng với mình là to lắm rồi còn hơn cha rồi cha tôi ngày trước cuối đời mới thay được nhà gỗ luồng lợp lá gồi bà bảo tôi không vui sao được phải để cho tôi làm khánh thành chứ ừ thì ông muốn làm gì thì ông làm tôi có cấm đâu nhưng đừng nói là khánh thành với tân gia tôi thấy ngượng ngượng thế nào ấy tôi cứ gọi là dọn nhà mới có chén rượu nhạt mời bà con là được hôm tân gia ông khiêm chạy ra chạy vào tiếu tít đón mời khách say sưa giới thiệu công trình đặc biệt của mình khách đến ai cũng khen nhà đẹp mừng ông bà lo được chỗ ở khang trang cho các cháu, trừ chùi rúc mãi trong hầm thì khổ quá. Cả khách và chủ đều hỉ hả, người khen cái đao nhà uốn đẹp, người khen bộ cột kèo chắc chắn, thành thoát, người khen xoan 15 năm là xoan già, xoan chắc, ngôi nhà này bền lắm đây. Ai cũng tấm tắc khen, ông nghị lực và kiên trì lắm mới có thành công hôm nay. Thế mà có một người chê vỗ mặt, Nhà gỗ gì mà cột cái như cái cẳng mèo thế này. Ông Khiêm giận lắm. Nhưng tảng lờ như không nghe thấy. Vẫn vui vẻ tiếp đón khách. Cho đến khi khách tân ra say sưa hoan hỷ ra về. Ông mới ngồi phịch xuống chàng kỵ Mặt tím lại. Nước mắt ứa ra. Mình có mời lão sửu đâu. Lão ta tự đến đấy chứ. Loại vô tâm vô đức. Cột cái như người ta. Nó bảo như cái cẳng mèo. Độc mồm độc miệng. Các con ạ. À, không phải thầy không biết cột cái hơi bé, nhưng thầy không thể dừng chờ thêm vài ba năm nữa. Các con có biết tại sao không? Trai gái bảy đứa, một tủ lớn lộc ngọc không thể nằm chung giường, nằm dưới đất mãi, hiểu chưa? Nên xoan con nhỏ đi một tí, thầy vẫn làm. Vợ ông cũng rơm sớm nước mắt. Bừng ông làm được nhà cho mẹ con tôi, nên tôi mới khóc. Khóc đây là khóc mừng, chứ không phải vì cái lão sử ngu si dở khơi kia. Ông chấp nó làm gì? Ông có nhớ hồi đào hầm chữ A chú ẩn, tránh bom Mỹ không? Lão ta dỗi việc, sang xem nhà ông Lục đào hầm. Hầm người ta đào chưa xong, nó nhổ tuẹt một câu. Hầm gì mà đào hẹp như cái huyệt thế này? Ông Lục chửi luôn. Tiền sử cha mày, ông đào hầm chú ẩn cho con ông, mày lại bảo như cái huyệt. Mày ăn cơm hay là ăn phân đấy, mày rủa ông đấy à? Rồi điên tiết, ông Lục phang ngay cái sàng vào đầu lão sửu, vỡ toạc ra, chảy bao nhiêu máu nghe mẹ kể các con đang sụt xỉ thao bố cũng bật cười ông khiêm cũng nguôi nguôi ông là người tình cảm cả nghĩ mà đêm qua ông khiêm không tài nào chợp mắt bụng cồn cào nóng gan nóng ruột hết vào lại ra ông rít thuốc lào sòng sọc rồi lụ khụ ho đầu óc ông bung bung biêng biêng hụt hơi tức thở người ông cứ nôn nao bồn chồn 13 năm trước, cũng vào cuối tháng 3 này, ông mở đầu trận ốm nửa năm trời cũng từ một đêm có cảm giác bứt rứt như đêm qua. Y hệt, nó chính là đêm con trai cả của ông hy sinh. Ông khiêm lo sợ, lại có một điểm gở. Ông nghĩ về Quang Thiện, con trai thứ hai. Ba tháng nay, Thiện không về quê. Trước đây thì đều đặn mỗi tháng một lần, có tháng còn hai. Vẫn thấy tên của Thiện xuất hiện đều đều vào buổi tối, lúc kết thúc chương trình của Đài truyền hình Bắc Hà tuần trước vợ thiện có ghé về thăm ông bà biết tin thiện được cấp trên quy hoạch vào khung cán bộ ông mừng lắm ông tin tưởng trông đợi ở thiện rất nhiều trước đây hy vọng của ông là thành thành học giỏi vẽ đẹp hát hay siêng năng khéo tay tính tình thảo lạo hay giúp đỡ mọi người cả làng ai cũng quý cũng khen nhiều người còn lấy gương thành ra để răn rèn con cái mình thành hy sinh ông sốc nặng trước mặt dân làng ông vẫn kiên gan không một giọt nước mắt trong ngày truy điệu con không nửa lời kêu ca oán thán ông như thanh sắt nguội vừa tôi xong rắn thanh lại rồi thiện lớn lên chững chạc thay anh đảm đương việc học hành việc đồng áng việc nhà cửa trông nom bảo ban các em làm ông cũng nguôi ngoai như cây khô đâm cành dần dần thay lá ông lại đặt hy vọng vào thiện ở làng ông, trong các gia đình thường theo nếp. Con trai, nếu sức theo được thì cho học đến hết cấp 2. Con gái, chỉ cần biết đọc biết viết. Nhà nông, thợ cày thợ cấy là ưu tiên hàng đầu. Có đồng lao động là có công có điểm, có thóc, là không đói, là thoát nghèo, là khấm khá, là có bắt ăn bắt để. Trời thương cho mưa thuận gió hòa, được mùa ba vụ liền là có của để dành. Người ta coi của để dành là thóc trồng cót, là châu bò gà lợn đông đàn chật chuồng. Ông Khiêm coi của để dành là chữ. Vợ đau ốm quanh năm, một mình ông lăn lộn xoay sở, làm thêm nghề phụ đúc nông nhàn. Túng đói mấy, ông vẫn quyết không để các con phải nghỉ học. Con gái ông cũng động viên đi học. Trai cũng như gái, phải học hết cấp 3 rồi thi vào đại học. Ông bảo đời mình mù chữ, cổ cầy vai bừa cực lắm chỉ có thoát ra khỏi lũy tre làng mới mong mở mày mở mặt hồi đó ông nghĩ thế nên tự nhủ mình phải cố gắng phấn đấu cho đời con cái khá hơn mà muốn khá hơn thì chỉ có con đường học hành nhân bất học bất chi lý làm ruộng cũng cần có học người nông dân có học nuôi đàn lợn đàn gà trồng cây lúa màu cũng khác ông truyền cái quyết tâm ấy sang các con và chất thêm lên vai lên cổ mình cánh nặng cơm áo nợ nần. Nhà hai vợ chồng bảy đứa con, miệng ăn núi lở, tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. Tháng 3 ngày 8 không biết bát cơm là gì, rau dại, rau má, rau tập tàng, củ rong riềng, sắn khô, khoai lang khô, cám ngô cám gạo, hạt bo bo cháo loãng cầm hơi. Có những tuần đứt bữa, nhưng chưa bao giờ ông để con đứt học cả. Các cụ có câu Có mắt, có đầu, nuôi lâu cũng lớn Là cách an ủi như ông bố bà mẹ Nhà nghèo, đông miệng ăn Con cái còi cọc, suy dinh dưỡng Đàn con của ông Thằng anh thì leo kheo như con cỏ hương Mấy đứa em Đứa thì bụng ẩm, dơ xương sườn Đứa thì như rẻ vắt vai Chỉ thấy đầu với mắt Cơm gạo cứ như trôi đi đâu Năm đi bộ đội, thành cao 1m61, nặng 38 cân rưỡi. Tần Bình áo bỏ trong quần, rúm gió, lùng thùng, trông như con ếch buộc bụng. Thế mà chỉ sau 3 tháng huấn luyện, được ăn no, anh lên 5 cân, má phính ra hồng hào, rắn giỏi, ra dáng anh bộ đội. Ông Khiêm mừng lắm. Cây cây đầu vườn ông trồng 20 năm đã đủ cảnh xanh lá, giờ ông sao nó cho quân đội. Còn cứ vững bước mà đi, mạnh mẽ mà đi, trai thời loạn phải thế, hết giặc, về thi đại học cũng chưa muộn ông sẵn thành như vậy hết giặc con người ta về con ông thì không cái cây đầu vườn vâm vâng pháp của ông niềm tin niềm tự hào sự kỳ vọng của ông đã bị thằng mỹ đốn gãy ông cay lắm cái ngày truy điệu liệt sĩ bà con làng xóm các thôn lân cận trong xã trong vùng kéo đến chia buồn chật nhà quá khuya khách khứa ra về hết Ông Khiêm đến bên bàn thờ, thắp nối nén hương cho con. Ông không gọi tên Thành, mà gầm lên, réo tên kẻ thù. Thằng Mỹ kia, ta còn năm thằng con trai nữa, ta lại cho chúng đi bộ đội, chúng nó lại vào Nam chiến đấu. Nếu quân đội lấy cả người già, ta cũng sung phong. Sẽ mày có giết được cả nhà tao không? Thế đấy, ông không gục ngã. Con chị nó đi, con gì nó lớn. Mất Thành, ông đã dồn tâm nguyện vào thiện, đứa con trai thứ hai trong gia đình sáu trai một gái. Sương mỗi lúc một giày, đọng thành những hạt mưa mọng, long bong rơi trước hiên nhà. Có tiếng xe máy kêu ì ì từ xa. Có phải thằng thiện không nhỉ? Ông Khiêm hỏi mình, rồi lững thững ra ngõ. Chỉ còn ra màu xanh ốc bươu, rẽ từ đường cái vào ngõ hẹp. Thiện về thật. Con chào thầy, Mũ đầu thầy không đội, ướt hết tóc rồi, cảm thì chết. Ăn thua gì, mũi đốt gỗ, thầy như thanh tre gác bếp, mối mọt không đục được đâu. Thầy đừng chủ quan, mỗi tuổi mỗi khác, mình già, yếu đi, sức đề kháng kém là bệnh nó quật lại như chơi. Ấy. Sao anh lại về hôm nay, mới là thứ năm, cũng chẳng báo trước, nhà vừa cơm xong. Còn có chút việc đột xuất về Nam Thành, tranh thủ sẽ thăm thầy U. Con ăn ở dưới đó rồi. Ừ, để xe đấy. Thầy để cái áo mưa che cho. Anh vào nhà đi, có trẻ tươi mới hãm đấy. Vừa trò chuyện, ông Khiêm vừa quan sát con. Giàu khởi, khó phiền. Nó tính trực, hiền nhưng cục, không có tâm địa nào. Vui thì hớn hở tươi tắn ra mặt. Buồn thì xa sầm mắt mũi, không giấu được ai. Khuôn mặt tròn bầu, giờ đã vuông vức. Đuôi mắt đã đan chéo vết chân chim Tóc đã lấm tấm bạc Nó già dặn hẳn rồi U con đi đâu hả thầy Chạy ra chùa Hôm nay đã là dăm đâu Có việc thu góp công đức gì đấy Thầy không rõ Chắc cũng sắp về rồi Bệnh tê thấp của U con có đỡ không Thằng thuốc vợ anh cắt mang về U anh uống thấy chuyện nhiều đấy Thế còn thầy thế nào bệnh đại tràng không chữa dứt được à? Còn thấy nhà con bảo cả tim mạch cũng có vấn đề. Ừ, nó vẫn gì nhàng thế, cứ phải kiên trì, kiên khem, sống chung với bệnh tật thôi, mãn tính mà. Con đưa thầy lên thành phố nhờ bác sĩ giỏi khám chữa cho dứt điểm nhé. Không ăn thua đâu, thầy biết bệnh của thầy, cái tạng này lai dài khó cắt lắm. Dạo này anh bận à, công việc có vướng víu gì không, vẫn ổn cả chứ con vẫn ổn mà thầy sao thầy lại hỏi thế là lâu không thấy anh về thầy đoán là bận với lại đợt này đài báo vô tuyến rộ lên chuyện đơn thư khiếu nại sai phạm tiêu cực mất đoàn kết kỷ luật khởi tố gì gì ấy nghe sốt cả ruột thầy cứ lo cho anh đêm qua cả đêm thầy không ngủ được người nó cứ làm sao ấy buột đầu tức ngực nhoi nhói từng cơn có lúc như người bị hụt hơi ngạt thở thế thì con phải đưa thầy đi khám ngay thôi Sáng nay thì đỡ rồi, giờ đã dễ chịu hơn. Với lại vào cữ tháng 3 này, thời tiết độc. Cứ mùa hoa xoan là trẻ con hay bị ho sốt, cảm cúm. Người già thì chân tay tê bì, xương khớp đau mỏi. Này thiện này, tự dưng thầy thấy lo lắm. Không hiểu sao mấy đêm nay, có con chim lợn nó kêu ngay trên phía ngọn tre đầu nhà mình. Không có gì đâu, chắc tại lâu con không về nên thầy lo thôi. Không phải, thầy linh cảm có chuyện chẳng lành trước cái ngày anh thành có thi sinh thầy nằm mơ đi phát cỏ ngoài bụi rậm động vào một ổ rắn không rõ rắn gì chỉ thấy màu đen hai con rắn to cùng một đàn rắn con bổ nhào vào người thầy chúng quấn chặt chân tay như trói lại rồi cắn thầy chảy be bét máu sợ quá thầy la hét kêu cứu ngoảnh lại thì đã thấy anh con đứng ngay đằng sau nắm đuôi con rắn đầu đàn kéo ra khỏi bụi rậm quật mạnh xuống đất cả đàn rắn chạy mất bên mạng sườn trái của anh con thủng một lỗ to, máu phun như tưới nước ấy. Thế rồi ba tháng sau, người ta gửi giấy báo tử về. Từ đó câu chuyện đàn sắn cứ ám ảnh thầy. Đêm qua thầy khó ngủ, không nằm mơ, nhưng cứ nghĩ về đàn sắn. Thầy dậy ra bàn thờ thắp hương, khấn các cụ, khấn anh con. Thế là thức luôn đến sáng. những thời khắc khó khăn của tâm trạng do ảnh hưởng của những lùm xùm đang diễn ra tại cơ quan Đài truyền hình Bắc Hà, Phạm Quang Thiện đánh đường về thăm quê. Cũng qua những trang tiểu thuyết sóng độc, nhà văn Trần Gia Thái khắc họa chân dung người cha của nhân vật chính. Buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai của Ban Văn học nghệ thuật VOV6 tiếp tục gửi tới các bạn những nội dung tiếp theo tác phẩm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại